Liên quan tới vụ việc, cựu tư lệnh cảnh sát biển Nguyễn Văn Sơn và 6 thuộc cấp đã có hành vi tham ô ngân sách 50 tỷ đồng của nhà nước. Vào ngày 31 tháng 5 năm 2023, phiên tòa xét xử 7 đối tượng trên sẽ được diễn ra tại Tòa án Quân sự Quân khu Thủ đô. Được biết, trước đó khi nhận được ngân sách 150 tỷ của nhà nước, Phục vụ cho việc công, Trung tướng Sơn đã lợi dụng chức vụ rút ruột 1 phần 3 số tiền ngân sách cấp xuống để sử dụng vào việc riêng. Trải qua quá trình thu thập chứng cứ, điều tra và xét hỏi, Tòa án Quân sự Quân khu Thủ đô quyết định sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án tham ô nghiêm trọng xảy ra tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển, Bộ Quốc phòng vào ngày 31 tháng 5 năm 2023. Các bị cáo bị đưa ra xét xử bao gồm Nguyễn Văn Sơn, cựu Trung tướng, cựu Tư lệnh, Hoàng Văn Đồng, Chính ủy Cảnh sát Biển, Doãn Bảo Quyết, Thiếu tướng, cựu Phó Chính ủy, Phạm Kim Hậu, Thiếu tướng, cựu Tham mưu trường, bùi trung dũng thiếu tướng cựu phó tư lệnh nguyễn văn hưng đại tá cựu phó tư lệnh Bùi Văn Hoè, Thượng tá, cựu phó phòng tài chính. Phiên tòa diễn ra dưới sự điều hành của thẩm phán Đại tá Phạm Minh Khôi, giữ quyền công tố là hai sĩ quan thuộc Viện Kiểm sát Quân sự Bộ đội Biên phòng. Bào chữa cho các bị cáo có 8 luật sư. Trong phiên tòa còn có sự tham gia của bị hại là Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển cùng hàng chục nhân chứng tới tham gia tố tụng. Cả bảy bị can đều bị truy tố về tội tham ô tài sản. Theo khoản 4, điều 353 Bộ Luật Hình sự, khung hình phạt cao nhất là tử hình. Với 6 trưởng phòng thuộc Cục Kỹ thuật, cơ quan tố tụng xác định họ có mối quan hệ lệ thuộc, thực hiện mệnh lệnh cấp trên, không có động cơ vụ lợi và không biết số tiền 50 tỷ đồng, sau đó bị chia cá nhân nên không xử lý hình sự. Bị cáo chủ mưu trong vụ án tham nhũng được xác định là Nguyễn Văn Sơn. Ông Sơn là một sĩ quan cấp cao trong quân đội nhân dân Việt Nam, mang hàm trung tướng. Trước khi bị bắt để điều tra về hành vi sai phạm nghiêm trọng của mình, bị cáo Nguyên là tư lệnh, công tác tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam. Theo cáo trạng, năm 2019, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển phân bổ 150 tỷ đồng ngân sách nhà nước cho Cục Kỹ thuật để mua sắm vật tư thiết bị. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn khi đó gặp yêu cầu Đại tá Hưng, cục trưởng kỹ thuật phải rút ra 50 tỷ đồng để chuyển lại cho Bộ Tư lệnh sử dụng. Tuy nhiên, khi biết muốn rút số tiền lớn như vậy, cần có sự thống nhất trong Thủ trưởng Bộ Tư lệnh. Ông Sơn ngay sau đó chỉ đạo Phó phòng Tài chính Bùi Văn Hòe cắt toàn bộ nguồn kinh phí bảo quản, sửa chữa trang bị của bốn vùng cảnh sát biển để phân bổ thêm 29 tỷ đồng cho Cục Kỹ thuật, khiến ngân sách đơn vị này tăng lên 179 tỷ. Hồng sau khi rút lõi 50 tỷ cũng không bị ai phát hiện. Tháng 4 năm 2019, tại phòng ăn của thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, ông Sơn cùng trung tướng Hoàng Văn Đồng và ba thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, Phạm Kim Hậu, Bùi Trung Dũng nói về việc rút 50 tỷ đồng ngân sách phân bổ cho cục kỹ thuật, tất cả đồng ý nên ông Sơn sau đó chỉ đạo ông Hưng thực hiện. Sau khi nhận chỉ thị của tư lệnh, bị cáo Hưng yêu cầu 6 trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Kỹ thuật phải rút đủ 50 tỷ đồng. Mỗi trưởng phòng dưới quyền của Đại tá Hưng được giao chi tiêu phải rút ruột từ 50 triệu đồng cho đến 25 tỷ đồng để đủ mức 50 tỷ đồng ông Sơn yêu cầu. Hồng qua mặt Bộ Quốc phòng, các cán bộ trên phân chia nguồn ngân sách thành 29 gói thầu, trong đó có 9 gói trị giá dưới 10 tỷ đồng để tư lệnh cảnh sát biển dễ dàng phê duyệt mà không nghi ngờ. Sau khi rút lõi thành công, Trung tướng Sơn nhận về 10 tỷ đồng, số tiền còn lại chia đều cho bốn đồng phạm là bị cáo Đồng, Hậu, Quyết và Dũng. Sự việc chỉ được phát giác khi bị cáo Phạm Kim Hậu làm đơn gửi cơ quan chức năng kèm hai file ghi âm từ tố cáo sai phạm của bản thân và cấp trên liên quan tới công tác mua sắm vật tư, trang thiết bị vào ngày 19 tháng 6 năm 2020. Quá trình làm việc với Ủy ban Kiểm tra Trung ương đến tháng 9 năm 2021, các cá nhân đã báo cáo rõ về hành vi sai phạm và tự nguyện nộp 10 tỷ đồng mỗi người để khắc phục hậu quả. Cáo trạng xác định nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hành vi phạm tội là do các bị can chấp hành kỷ luật, pháp luật không nghiêm và lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao trong quá trình phân bổ, sử dụng nguồn ngân sách phân cấp cho đơn vị để chiếm đoạt tiền nhằm mục đích vụ lợi cá nhân tham nhũng đã và đang là vấn nạn như một con mọt gỗ đục khoét gây thiệt hại nặng nề về nhiều mặt ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của đất nước đường đường là một tư lệnh ngành mang trên vai hàm trung tướng được đảng và nhà nước tin tưởng giao trọng trách thế nhưng lại vì một món lợi trước mắt mà phạm tội tự tay đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp phấn đấu của bản thân đánh mất đi không chỉ sự nghiệp mà còn cả niềm tin yêu của nhân dân